Quỳnh Diamond, tôi muốn giàu có, tôi muốn hạnh phúc, được không thượng đế Tuấn Anh? Thì cứ muốn đi. Cái này là lại quên đối thoại với thượng đế tập 1 chương 11 rồi. Nghe lại đi. Muốn sẽ không có. Vì ta đang khẳng định với vũ trụ rằng ta đang thiếu. Chỉ có thiếu thì mới muốn thôi. Còn có rồi thì không cần muốn nữa. Và như vậy cái rung động đó đưa vào vũ trụ và lọt hấp dẫn mà lại chiêu cảm tới những rung động tương tự đi tới cái rung động thiếu á, khẳng định là ta thiếu, cho nên là cứ thiếu mãi thôi. Nhưng khi mà thức tỉnh, khi mà nhớ lại được, gọi là giác ngộ, thì ta biết ta luôn đủ đầy rồi. Vì vậy càng lúc càng đầy đủ à, càng lúc càng thịnh vượng à, mặc dù chẳng làm gì. Sự thật là mọi người đều đủ đầy hết rồi. Toàn thể vũ trụ này đều dành cho chúng ta. Nhưng vì chúng ta không tin điều đó hoặc là không biết, cho nên là cứ ra sức kiếm tiền, ra sức là làm cái này làm cái kia. Nhưng cái điều đó chỉ thể hiện ra chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta thiếu. Và thiếu thì lại càng thu hút cái thiếu tới để chúng ta cứ làm mãi thôi. Không bao giờ đủ cả. Thật là thú vị khi mà chúng ta đã có hết rồi nhưng mà cứ muốn giàu nữa. Có hết rồi mà không nhận ra, mà không biết hài lòng, không nhận ra, còn cứ muốn mãi. Thì cứ tiếp tục trải nghiệm cái muốn đó mãi mãi thôi. Cho tới khi nào ta hoàn toàn hài lòng, hoàn toàn cảm thấy cuộc sống nó đủ đầy, thì mọi thứ lại rót vào rất nhiều. Và vì vậy hôm trước Johnny Chí Nguyễn có nói câu á, là khi mà nhận ra rồi á thì nó giống như là chúng không phải chúng giải Việt Lót nữa, mà chúng giải vũ trụ Lót á. Toàn bộ kho báu của vũ trụ nó có sẵn trong chúng ta rồi, tại vì chúng ta cứ đi tìm bên ngoài, cứ cố gắng nỗ lực, cho nên không nhận ra bản chất có sẵn hết rồi. Khi mà chúng ta hài lòng với hiện tại, cảm nhận được sự đủ đầy ở hiện tại, sự thịnh vượng, thì càng lúc càng thịnh vượng, càng đủ đầy. Vì ta đang phát ra cái rung động đó, cái rung động của sự hài lòng, rung động của sự hào phóng, rung động của sự đủ đầy, thịnh vượng. Và nó lại chiêu cảm tới những cái năng lượng đó. Nên là bằng mọi cách, lúc nào cần thì tự vũ trụ đưa tới, mà không cần phải lo. Quỳnh Diamond, muốn giàu có hay sống như kiểu giàu có hay không Tuấn Anh? Đầu tiên phải, tức là nhận ra ta đã giàu có đủ đầy rồi, và sống như thế mọi thứ đã đủ đầy rồi. Hoặc chỉ đơn giản là sống như thế mọi thứ đã đủ rồi, không cần phải thêm nữa. Thì lúc này ta sẽ bắt đầu thấy nó đủ quá, nên là bắt đầu chia sẻ cho người khác. Vì ta hào phóng, vì ta đủ quá rồi. Ta sống như thể mọi thứ đã luôn đủ đầy rồi, và không cần thêm nữa. Ta hài lòng với hiện tại, và tự nhiên ta sẽ biết ơn mọi thứ ta có. Đó chính là khi ta trong trạng thái của sự bình an, biết ơn và đủ đầy, thịnh vượng. Và đó, lúc đó năng lượng sẽ chiêu cảm năng lượng tương tự. Đó là luật hấp dẫn. Nhưng hãy nhớ, không thể lừa dối tâm trí của chính mình, không thể lừa dối vũ trụ được. Nếu khi ta không sống như vậy, không tin như vậy, mà ta chỉ giả vờ như vậy, thì không bao giờ. Vũ trụ nó giống như cái máy in tư tưởng á, dù là tư tưởng vi tế nhất, từ sâu bên trong, chỉ có việc chấp nhận, hoàn toàn chấp nhận rồi sống với nó. Kiều Nguyễn Thị Ngọc, chị quản lý tầm 10 nhân viên mà nói như em, chị ngồi yên và cho nó đủ đầy, không cần phải nghĩ phải lo, chị muốn như em nói lắm mà sao chị không làm được đâu em. Thì vì chị cần nhiều thứ quá.
chị có một số thứ rồi, chị lại muốn nhiều hơn, lại muốn nhiều hơn nữa. Cứ thế, có bao giờ biết hài lòng không? Nếu chị hài lòng rồi thì ngay lúc này chị đã hạnh phúc rồi, không cần phải làm gì nữa. Nhưng mà vì không hài lòng, cứ muốn nhiều hơn. Nay muốn 10 triệu một tháng là đủ rồi, là tôi sống hạnh phúc vui vẻ rồi. Nhưng khi mà được 10 triệu rồi, ta lại bắt đầu 15 triệu thì sao? Ok, 15 triệu. 15 triệu rồi lại 20 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ. Đến khi lúc đầu có 1 nhân viên ok rồi, 2 nhân viên, 5 nhân viên, 10 nhân viên. Biết bao giờ nó cho đủ. Và mỗi khi ta thành công như vậy, thực ra là ta đang thất bại. Thử nghĩ mà xem. Vì lúc đó mục đích nó xong rồi, ta lại đặt ra mục tiêu mới. Thành công thực ra lại là một thất bại, khiến ta lại phải lo nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, tính toán nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Có chắc đó là thành công hay không? Thấy bà bảo ông 100 tỷ ngồi cạnh đây này, đây mà tóc ông bạc hết rồi, đầu lo. Thế có ông mà lúc nào đi đâu cũng cầm 5 tỷ theo mà còn chưa đấy, đủ rồi này. 5 tỷ cầm theo đây, lúc nào cũng khổ đây. Lúc nào cũng tiền mặt 5 tỷ mà lúc nào cũng khổ đây. Phúc tâm tôi giàu có, hạnh phúc nhiều sức khỏe. Hãy nhớ, không thể lừa dối chính mình hoặc là vũ trụ, dù là tư tưởng nhỏ nhất bên trong. Nên những người học NLP á, những khóa học động lực, học làm giàu, rất dễ bị nhầm lẫn. Hàng nghìn người học làm giàu nhưng chẳng mấy ai giàu, là bởi vì họ sống không đúng với cái điều họ tin. Bên trong họ không tin họ giàu, nhưng bên ngoài miệng cứ nói tôi giàu có, tôi hạnh phúc, tôi thành công, toàn bốc phét thôi. Bên trong có tin hay không? Không tin thì sẽ đưa ra vũ trụ cái năng lượng của sự nghi ngờ đó, của sự thiếu thốn, thì lại thu hút lại cái đó thôi. Nên không thể lừa dối chính tâm trí của mình hay là vũ trụ. Khi ta hoàn toàn chấp nhận thì lúc đó toàn bộ vũ trụ sẽ hợp sức giúp sức ta. Nhưng có một cách nhanh hơn, đó là be, do, have. Hãy sống như thể ta đã là như vậy, và rồi làm những điều thể hiện cái điều đó một cách thật nhanh để tâm trí không kịp suy nghĩ, và rồi ta sẽ có điều đó. Mọi người thường làm ngược, đó là have, do, be, tức là có rồi ta mới làm và ta mới trở thành. Không. Anh ơi, đang hơi nóng nhá. Muốn hạnh phúc, hãy sống hạnh phúc. Không có công thức để đạt được hạnh phúc, chỉ có sống hạnh phúc, chọn sống hạnh phúc, thì tự nhiên ta sẽ làm những điều mà người hạnh phúc làm. Tự nhiên ta dễ dàng tha thứ cho người khác, ta thấy cuộc sống nó tươi đẹp. Chứ không phải là ta cố gắng thấy cuộc sống tươi đẹp thì ta sẽ hạnh phúc. Không. Đó là lý do tại sao mọi người đi du lịch, đi nghỉ mát chỉ được vài ngày thôi, về nhà lại đâu vào đấy. Đó chỉ là những hạnh phúc tạm thời, và đó thực ra không phải hạnh phúc. Hay thành công cũng vậy, mọi người đạt được cái này, đạt được cái kia, nhưng rồi lại muốn những cái khác. Đó không phải hạnh phúc, nó chỉ được một vài hôm. Rồi người thì muốn được mua cái điện thoại mới, nghĩ vui lắm, lúc đó khi mình có điện thoại mới mình sẽ vui lắm. Nhưng mà thử xem, khi mua về ta vui được mấy ngày, rồi cái trạng thái vui đó nó đâu mất rồi. Hạnh phúc hay giàu có hay bất kỳ cái gì khác không thể đạt được, chỉ có thể chọn là nó ngay lập tức. Người ta hạnh phúc vì vậy người ta làm những điều nhất định. Người ta hạnh phúc vì vậy họ thấy tiếng cười ở mọi nơi. Người ta hạnh phúc cho nên dù nắng hay mưa họ đều thấy đẹp.